Kênh Tây Phương kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mình quay cái đoạn video từ thành phố Rạch Giá, mình đi lên cái đường mà quen biển lên tới cầu số 2 cho mọi người cùng xem nha. Thì đoạn đường này nó sẽ nối vào với cái chỗ bến tàu Rạch Giá này nè mọi người, ngay chỗ cái cống này nè, cống này ở cái khúc đường 3 tháng 2. Thì nó sẽ đi xéo vô khu Tây Bắc, rồi sau đó nó làm cái đường đi thẳng lên tới trên gần gần cầu số 2 nối với đường Nguyễn Thái Bình nha. Rồi sau đó nó sẽ qua cái cống rồi làm tiếp cái đường thẳng lên tới trên Hòn Đất luôn. Thì đường này là đường gọi là có người thì kêu bằng là đường quen biển, Rạch Giá lên tới Hòn Đất, có người thì kêu đường Đê Quốc Phòng. Thì mình nghĩ chắc có thể người ta dựa vào cái công năng của nó cũng như là cái vị trí của nó nên người ta đặt tên vậy thôi. Còn mình thì tham khảo trên trang web của Bộ Giao thông Vận tải thì nó ghi đường quen biển. Thì cái đường quen biển này nó kết nối toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long luôn nha mọi người, chứ không phải chỉ riêng Kiên Giang này không đâu. Tại vì biển thì mực nước biển thì càng ngày càng dâng cao, thì Việt Nam mình thì cũng chủ động cái chuyện đó nên đang thực hiện cái chuyện mà gọi là làm giống như làm bờ đê đó, làm bờ đê hết bao vòng vòng hết miền Tây. Thì bữa hổm thì mình có xem tin tức thì thấy nó đã bắt đầu duyệt dự án làm từ trên thành phố Hồ Chí Minh á, rồi dọc xuống dài xuống dưới tới mũi Cà Mau luôn. Rồi sau đó từ Cà Mau cái nó bọc qua phía bên bờ Tây thì nó sẽ qua bên bên Cà Mau qua Kiên Giang rồi nối tới Hà Tiên, rồi coi như giáp dòng mà những cái bờ biển của miền Tây ở Việt Nam mình rồi đó. Đó, đường này thì nó làm rồi nhưng mà nó chưa cho thông xe chính thức ở khúc này. Có thể là nó dính vô dự án khu Tây Bắc ở đây nè, mà khu Tây Bắc người ta chưa có xong nên thấy xe chưa có đi. Chứ chỗ này nè là bề ngang cũng 12 mét, mỗi một bên một lên xe ô tô với một lên xe máy, rồi nó kéo dài xuyên suốt từ đây lên tới Bình An Kiên Lương, nên sau này ai mà đi Hòn Phụ Tử này nọ đó đi đường này tiện hơn. Với ngay trung tâm Rạch Giá thì mình chạy đường cặp máy biển này mình nghĩ là nó vừa ngắm biển được rồi vừa mát mẻ mà thấy dân cư cũng ít á, nên mình nghĩ chạy xe chắc nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Phía bên tay trái mình là khu dân cư Tây Bắc nha, thì nó cặp bên gì đó khu dân cư phía bên tay trái đó, còn đường này người ta gọi chung là đường quen biển. Còn cái khúc người ta xây dựng từ khúc mà chỗ Kinh Cục qua Châu Thành cũng đang trong quá trình xây dựng nha. Để đợt nào mình qua bên đó mình quay cho mọi người cùng xem. Nói chung là địa bàn Kiên Giang thì tầm năm 2024 mình nghĩ nó sẽ xong hết mấy cái con đường này. Nó kết nối hết mấy cái khu vực cao cao với nhau hết rồi đó. Tại vì từ đây lên tới trên Bình An Kiên Lương là nó đã có cái dự án xong rồi, còn từ Bình An mà đi lên Hà Tiên thì nó cũng có cái đường chung quốc lộ 80 đó, đường đó thì nó cũng sát máy biển rồi, nó cũng có hệ thống cống ngăn mặn ở dọc nguyên tuyến đường rồi, nên gọi là mình làm đê bao khép kín được rồi đó. Thì cái con đường thì so với mặt đất ruộng của anh ta thì nó sẽ cao hơn cũng tương đối nhiều á, tại vì làm đê mà thì nó phải vậy mới được, chứ sau này khi mà nước biển mà dâng lên cao mà đất mình không có dâng lên được thì nó dễ bị ngập á. Trước có công trình nào của ông giáo sư nào nghiên cứu nó khoảng 50-100 năm nữa miền Tây đa số sẽ chìm trong nước đó, nên thật sự mà nói người ta cũng phải lo chuyện đó trước. Còn cái công cuộc mà chống ngập thì hầu như cả thế giới đều bị vậy, chứ không phải riêng Việt Nam mình không đâu mọi người. Thì mỗi một cái vùng nó có một cái đặc thù riêng, nhưng mà nhìn chung là do cái băng tan ở hai cực của trái đất thì nó dẫn tới nước biển nó sẽ dâng cao hơn,
mà những cái khu vực mà có cái gọi là cái mặt bằng nó tương đối nó thấp so với mặt nước biển á, thì nó rất là dễ ảnh hưởng. Thì trong đó khu vực miền Tây mình dễ ảnh hưởng nhất. Thì của miền Tây mình thì đâu, nó trên lệch cái mặt nước biển đâu chắc cỡ 0.5 đến 1 mét gì đó, nó sát bên gì đó, nên chỉ cần nước dâng lên chút xíu là dễ bị ảnh hưởng. Còn cái chuyện mà thật sự mà nói, có nhiều người so sánh với Hà Lan thì thật sự so không nổi đâu. Tại vì Hà Lan kinh tế nó mạnh, chứ nó có lịch sử lâu đời lắm rồi, trình độ khoa học kỹ thuật của người ta cũng cao rồi, nên mình không, mình thấy cái gương, tấm gương đó để mình đi theo thôi. Chứ thật sự mình cũng phải có những cái định hướng, có những cái cách làm riêng ở đất nước mình cho nó phù hợp thôi, chứ làm tới mức độ đó thì chắc không có nổi đâu. Ở Hà Lan hầu như đa số thành phố đó là ngập trong nước không mọi người. Mình đợt trước mình có coi một cái chương trình TV Discovery mà khám phá những cái vĩ đại nhất, lớn nhất á, thì người ta quay cái cảnh mà nó có cái con đập mà đóng mở tự động á, hay á, mà nó rất là rộng luôn á, cái cửa nó rất là rộng, hai cái cánh khép lại, nó tùy theo nó cảm biến hết trơn mọi người. Khi mà mực nước biển mà ở ngoài mà nó hơi cao hơn bao nhiêu thì nó sẽ đóng là bao nhiêu, rồi cao quá thì nó đóng luôn. Nó có hệ thống máy bơm ra nữa, rồi nó có hệ thống tự động khép kín toàn bộ thành phố luôn. Thì tới cái mức đó thì thật sự mà nói Việt Nam mình chắc là không tới kiểu đó đâu, mà mình thì sẽ chơi cái chiêu đê cố định sẵn gì nè, đất thì mình có sẵn mình đắp lên thôi. Tại vì nhiều khi Hà Lan nó ngay trung tâm thành phố, nó sát mé biển quá mức á, nhiều khi có khi không có đất đắp hay sao, hay người ta sợ ảnh hưởng tới những cái công trình mà bên trong á, nên nhiều khi người ta phải thiết kế những cái bức tường rất là đặc biệt, gấp gáp ghép vô, rồi có một cái con đập ở ngoài rất là to như vậy. Là do người ta cũng có lưu thông tàu ghe biển nhiều á, còn mình nhiều khi ghe biển mình quy hoạch cho nó ở bên ngoài ở bờ đê mình thôi, rồi làm những cái cống, giống như cống ngăn mặn kinh cục nè, cống cái bé cái lớn nè hết rồi nè. Nên người Việt Nam mình sẽ làm theo kiểu Việt Nam. Nói chung thì nhìn chung thì chưa chắc ai vận hành tốt hơn ai đâu mọi người. Nói chung là mỗi một cái đất nước, mỗi cái vị trí nó có một cái kiểu riêng, thì mình áp dụng theo kiểu của mình thôi, chứ cũng đừng nên quá nặng nề vụ so sánh của nước người ta làm cái hệ thống đập vậy sao mình làm tới đâu. Thì nhiều khi không có, nó hơi khập khiễng chút. Mình gọi là lựa cơm gấp mắm thôi. Điều kiện kinh tế xã hội mình sao thì mình sẽ làm theo kiểu sao nhất, làm sao để cho nó phù hợp nhất thôi. Này nó tới gần tới cầu số 2 luôn nha mọi người. Cái khúc này thì phía bên tay trái là biển đó. Ở ngoài phía bên tay trái nó có một cái bờ kè bằng đá sẵn nữa rồi, nó có cái chân rất là xa, cách chắc cũng khoảng cả chục mét á, phía tay trái á, là nó có xếp nhiều lớp đá ở đó rồi. Rồi sau đó mới tới cái đường này, chứ không phải là cái đường cặp sát mé biển đâu nha mọi người. Chung người ta cũng trừ hao, người ta sợ mà nó xói mòn thế này nọ rồi đó, thì cũng nguy hiểm, sợ nó vỡ đê vỡ đập, nên người ta trừ hao rất là xa. Có nguyên cái hệ thống đá người ta đặt ở ngoài cái ngay chỗ bờ bên ngoài nữa, nên mình thấy cái kiểu này làm rất là chắc chắn. Đúng ra là nó sẽ bo cua nhẹ gì đó, là nó xây cây cầu thẳng qua bên kia, mà tại vì giờ nó chưa làm xong á, nên mình chưa có đi thẳng được, thì mình sẽ quẹo phải vô tới ở bên trong nè, bên trong chút xíu, rồi qua cái hệ thống cái cống ngăn mặn cũ, rồi sau đó mình mới đi qua cái đường thẳng với phía bên kia. Nói chung là đi đánh đường vòng cái nè, đúng ra ở đây mình làm hơi xéo xéo cây cầu qua cái làm cái đường thẳng thì đẹp quá. Rồi coi như là từ gạch giá lên cầu số 2 người ta đã hoàn thành cái con đường này rồi nha mọi người. Thì mình thấy đi chắc cũng được cả mấy tháng nay, cả năm nay á, mà tại vì rất là ít xe đi, do cái đầu khu Tây Bắc á, người ta chặn đường này nọ lại hoài, nên
xe ít đi. Khúc này người ta đang làm cái cầu để cho nó bắc qua phía bên kia. Đây cây cầu đang xây phía bên tay trái này. Nhưng mà mình chạy hút qua đây chút xíu đi. Nó sẽ có một cái cống ngăn mặn cũ phía bên tay trái. Để mình qua bên đó, để mình chạy tới cái đường mới bên kia. Thì video đợt rồi thì mình đã quay khúc bên đây rồi. Thì mọi người có thể quay lại cái kênh Tây Phương phần video để mọi người xem tiếp tục cái phần đi tới xã trên Mỹ Long Hòn Đất nha. Thì hầu như các con sông mà đi ra biển vòng vòng đây nè, người ta có cái cống ngăn mặn gì hết rồi nè, cũng chủ động được nước nôi trước giờ rồi. Đây nè, cái cống này là xây lâu lắm rồi nha. Hầu như các cống nhỏ nhỏ thì người ta dễ làm nên ta làm trước rồi. Chỉ có cái cống mà thiệt là to ở dưới cái bé cái lớn á thì nó hơi quá rộng nên làm tốn kinh phí nhiều á, nên phải đợi ngoài bộ nông nghiệp người ta sắp xếp người ta giải ngân vốn. Cái cống cái bé dưới là gần 3.000 tỷ đồng nữa mọi người, nên số tiền cũng tương đối rất là lớn. Cái đường này là đường cũ, đường dân sinh thôi. Mình chạy tới chút xíu á, nó sẽ phập ra cái đường mà nó nối tiếp với cái đường hồi nãy mà dướng ở chỗ cái cầu mà người ta đang bắt á. Thì chỗ này nó cũng khởi công được tôi cũng khoảng 5 năm mấy rồi. Cái khúc này á thì tới năm 2022 sẽ hoàn thành. Còn cái khúc mà từ trên Hòn Đất mà anh tới Kiên Lương á, tới Bình An Kiên Lương thì sẽ năm 2024. Thôi, chắc mình quay tới đây thôi nha. Mời các bạn xem video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.